Hello, dạ, em chào chương trình à. Vâng, chào bạn. Dạ, anh ơi, có thể anh giúp em được không? Tại em lấy chồng cũng 5 năm nay rồi. Em Vâng. có một bé, nó đừng cũng gần 5 tuổi mà không biết làm sao mà chồng em á, ổng Vâng. cứ đi nhậu suốt à. Thế à? Anh đi mua chai chai về đó. Mà không biết sao mà bạn bè rủ về để chơi bời, nhậu nhẹt hoài luôn. Mà em khổ quá, em về em khuyên hoài, gia đình em cũng khuyên hoài. Anh không chịu nghe gì hết trơn ấy. Mà cỡ chừng hơn năm nay này, anh đổ đốn ra anh. Cứ vậy anh giày na, anh chửi mắng em hoài à. Thế à? Anh cứ bảo chứ là em là con người vô dụng, mà em cũng đi mua đồ giống như anh vậy đấy, em cũng đi Vâng. mua chai gì đó, Thế à? mà em cũng đi kiếm tiền, cũng nuôi con rồi lo cho Vâng. gia đình, mà anh cứ chửi em là con người vô dụng này kia, em khổ lắm anh ơi, rồi Vâng. cả gia đình em cũng chửi em nữa, em Vâng. không biết làm sao nữa. Bạn là người Bắc à? Dạ em là người Bắc ạ. Thế anh ta người Nam à? Dạ, đúng rồi ạ. Vâng. Dạ. Gia đình bạn đều chuyển vào trong đấy hay là chỉ có mình bạn vào đấy lấy chồng thôi? Dạ, bố mẹ em hiện tại cũng đang ở gần bọn em. À, cũng chuyển hết, Thầy tức là cả... chồng em ở rể ạ. À, chồng bạn thì ở rể. Dạ. À, bạn thì cũng đi ve chai, anh ta thì cũng đi ve Dạ. chai đúng không? Trong đó Dạ. anh ta đi ve chai thì nhậu suốt ngày, còn bạn đi ve chai thì kiếm tiền nuôi gia đình, đúng không? Dạ dạ. Thế bạn Dạ. có quan sát rằng xung quanh những cái người trạc tuổi như anh ấy thì có hay nhậu nhẹt và hay chửi mắng vợ con không? Dạ, không, nói chung là người ta cũng có một số thì người ta đi chơi cờ bạc, rồi người ta đàn đúm này kia dữ lắm, còn như chồng em thì nhậu nhẹt xong cứ là về nhà vậy đấy, cứ À, không 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 có cờ bạc đúng qua không? đêm. À thế à, dạ tức là anh dạ ta còn dạ tốt hơn so với những cái người mà bỏ bê gia đình hoàn toàn đúng không? dạ dạ Nhưng mà dạ bạn thì mong muốn là chồng của mình phải tốt hơn nữa đúng không? dạ dạ Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. dạ 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 Là em bao nhiêu tuổi rồi? 31 ạ. À, 31 là cháu là bao nhiêu cháu bé? Dạ, 5 năm tuổi. nay cháu đang học lớp trời, cháu chuẩn bị bước sang năm thứ À, 5 tuổi ạ. sắp đi đi lớp 1 hả? 5 tuổi. Dạ. Cháu khỏe không? Con trai em gái? Dạ, cháu cũng khỏe Dạ. ạ. 7 tháng 22 ngày thì sanh cháu, mà cháu được có ký nó chín thôi, nhưng mà bây giờ cháu khỏe lắm anh À ơi. ừ. Nói thật Dạ. thế này em ạ. Tất nhiên Dạ. thì là con người ai cũng mong muốn có một gia đình rồi người vợ hay người chồng hoàn hảo. Nhưng mà Dạ. cái giữa cái mong muốn với cái thực tế nó không bao giờ nó đạt được như nhau. Nhìn như Dạ. em ấy, nhiều người ở ngoài sướng, nhất là bà vợ Dạ. của những cái ông mà còn đi nhậu say xỉn về đánh vợ rồi đi qua đêm ấy, thì Dạ. sẽ nhìn thấy em là sướng thế, chứ cái con này nó được ở gần bố mẹ nó này. Xong thằng con nhà nó Dạ. thì to béo khỏe mạnh này, chồng nó thì chỉ Dạ. dám đi nhậu thế chứ rồi về nhà ngủ chứ cũng chẳng dám làm gì hơn vì ở rể này. Thế thì Dạ. mình cũng còn sướng đấy chứ, so với mấy chị em mà bây giờ còn ở nhà thuê nhà mướn xong rồi này lại còn hoặc là ở gầm cầu hay là dựng tạm mấy cái bạt bạt cái lều nên để mình lấy chỗ để mà đi mình kiếm ăn thì mình không đến nỗi nào. Tất nhiên Không phải là anh ơi, nhưng mà cha mẹ em á, thì suốt ngày như thấy anh đi nhậu như vậy đấy, rồi như 2-3 bữa anh đi cứ đi nhậu như vậy đấy, cái rồi cha mẹ em cũng chửi, rồi na anh ấy nói là phải lo làm ăn ấy, nhưng mà anh lại cãi lại, rồi anh có khi anh về anh đay nghiến anh em ấy, Rồi. anh cũng nghe lời hết trơn ấy. Ba mẹ em là người Bắc, chắc là mang Dạ. cái lối sống của người Bắc là rất quan tâm nhưng đồng thời cũng can thiệp quá sâu rồi vào cái cuộc sống của con cái. Mình phải hiểu Dạ. tâm lý của thằng con rể, một cậu con rể đã phải ở rể nhà mình. Phía sau Vâng. là vợ, là còn ba má vợ rồi, trong tay chẳng có cái gì, ở nhà thì Dạ vui dạ. vẻ làm sao được, hơi một tí thì ông bà ấy nhắc, ông bà ấy uốn nắn. Vâng Bây dạ. giờ uốn nắn con dâu còn khó hơn chi, như một anh con rể lại là người Nam, cái chuyện người ta sống nó cũng hơi không quá khắt khe thôi, thì vui đâu chầu đấy, một tí lẩu tí bia tí rượu với bạn bè. Mình đôi khi mình biết là có cậu con rể là người Nam, bản thân bạn bè Dạ. nhìn xung quanh xem sao, mình ba mẹ đừng cố uốn cậu ấy trở thành một chàng rể ngoan hiền của
mà mình mong muốn. Thế thì bởi vì chính cái việc này đi nhậu say về nói có líu lưỡi một tí thì bố em đấy, tức là bố vợ đã này, đàn ông thì phải cố mà làm mà ăn chứ, cứ suốt ngày nhậu nhẹt, bà mẹ lại đế thêm vào, cứ như thế thì rồi đến bao giờ mới mua được nhà, hay là cứ dúi vào đây cứ giúp vào đây, tất cả những cái thứ đó chính là gì, là đang đẩy anh ra đường. Mà ra đường thì đi đâu, là đi với đồng nghiệp với bạn bè, là phải quán xá. Thế thì làm sao để anh thấy ở nhà ấm cúng? Ba em nói đi, tao cũng muốn nhậu quá, lúc nào mày 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 rủ mấy thằng bạn về đây, mày kiếm cái nồi lẩu mắm về xong là mình nhậu ở nhà đi, vân vân. Thế thì hãy kéo anh ấy về với gia đình, kể cả chấp nhận một vài những cái điều mà gọi là nếp sống của người ở trong đó, là thích tụ tập rất phóng khoáng, rất vui bạn bè, ba mẹ em mở cửa đi. Thế thì như vậy là cậu con rể không những là ở nhà chăm vợ, rồi vợ cũng xì xụp với chồng, lại có thêm đôi ba anh bạn nữa, nhà mình nó sẽ vui hơn. Thế còn cứ biến gia đình nhà mình thành một cái lâu đài lạnh lẽo thì những con người mà người ta ấy, người ta không 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 dám mon men đến, rồi anh sẽ phải tìm ra ngoài. Nhưng Mà mà vợ trước hết thì em chồng em á, suốt ngày cứ mỗi lần là em mà nói chuyện ra, hai vợ chồng á, cứ nói cứ chừng hai ba câu cái là hai vợ chồng lại gây nhau, chửi nhau suốt ấy, em không biết làm sao như vậy nữa. chả phải làm sao, bởi vì em nói cái gì, nếu mà em mà nói lời yêu thương thì chắc là chả ai gây sự. Dạ Thế cho nên dạ này là khi ta đấm tay vào tường thì ta đau tường lở, mà còn thì nếu mà hai bàn tay ta cùng nhẹ nhàng vỗ tay nhau thì phát ra tiếng vỗ tay rất là vui tai, mà hai cái tay không quá đau. Bạn đã nghe rõ rồi dạ chứ? Hy vọng cuộc dạ sống của bạn sẽ hạnh phúc nhé. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Vĩnh Phúc. Vâng ạ, tên là Liên, tôi 41 tuổi, Và năm nay cháu 12 tuổi. Nhìn lên hình dạng bên ngoài cháu lớn, quá trình 5 năm học trước thì có thể nói là cháu học rất là khá, học giỏi. Gần đây khoảng 5-6 tháng nay tôi thấy là cái mặt tâm lý của cháu nó thay đổi, nó khác lạ so với cái thời gian trước lắm ạ. Vâng. Ví dụ như là cháu nó cứ ương ương ổi ổi thì nói thì nó cục, nó cộc lốc, và nói xong thì cứ lùng bùng, có khi mẹ chưa nói con xong con đã cãi xong rồi. Vâng. Và đặc biệt là có một cái nguy hiểm là như cô giáo phản ánh là có những cái bạn trong lớp bạn nữ thích, nên là tôi cũng rất là lo lắng băn khoăn, có nhiều cái cách nói mà con chưa nghe, cũng nhờ chương trình giải giúp tôi ạ. Bạn có mấy cháu? Dạ có hai cháu ạ, Ở đây là cháu lớn à? cháu trai Cháu và một trai là... cháu gái ạ. Rồi, bây giờ là cháu trai là cháu lớn đúng không? Cháu bé đấy ạ. À, thì cháu gái là cháu lớn à? Cháu gái cháu lớn ạ. Con gái Cháu lớn gái thì bao nhiêu tuổi rồi? cháu gái lớn nay cháu 16 tuổi ạ. À, 16. Cậu con trai thứ hai của mình là 12 tuổi đúng không? Mà lại theo như mẹ kể là có cả bạn gái thích rồi đúng không? Và lại thấy mẹ nói là rất là ương bướng và hay cãi, mà cái đợt là nửa năm quay lại đây là như thế. Không biết là cái biểu hiện như vậy có đúng ở cái lứa tuổi 12 hay không, mà các cụ nhà ta hay thường nói là tuổi ương bướng, tuổi ngỗ ngược đấy ạ. Và xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Chào mẹ cháu. Chào anh ạ. Thằng cu 12 nhưng mà cao lớn đúng không? Trông ra dáng một chàng trai. Và có mấy cái biểu hiện. Thứ nhất là nghe đồn là có bạn gái thích đúng không? Vâng, thôi thì kệ nó, chứ con nhà tôi ngày xưa học mẫu giáo còn có đứa thích cơ, chứ chả nói đến cái đàn này. Thì chắc là nó xinh, nó đẹp trai, rồi trông nó ngoan ngoãn, rồi trông lại rất là phong độ, thì chuyện có đúng bạn gái thích cũng chả làm gì gấp. Sợ nhất là bị con gái nó tẩy chay, tự nhiên cả lớp mấy đứa con gái nó bảo thằng này thằng hư, thằng này thằng đầu gấu, nó tẩy chay. Sợ trước hết là mẹ phải mừng là vì con gái trai mình trông ngon lành được cho nên mới có bạn gái thích. Thứ hai là đừng nghe thấy rằng cứ có đứa thích thì rồi nó sẽ hỏng được ngay, không dễ thế đâu. Rất nhiều khi chục cô thích rồi còn chẳng ăn ai, huống chi như là có người thích. Thế và trong đầu người lớn, phụ huynh chúng ta thì luôn luôn nghĩ là chúng nó thích nghĩa là nó yêu nhau, yêu nhau là biết đâu làm liều rồi, biết đâu là, tức là đầu người lớn nghĩ là nhiều trò lắm. Thế còn cái thích của chúng nó thì nó cũng bình thường, ở tuổi này đã bắt đầu làm duyên làm dáng rồi, thậm chí là sang năm nay năm tới thằng cu có thể là dậy thì rồi, thậm chí nếu không chỉ năm tới năm sau đúng không? Đấy là bình thường. Thế còn cái điều thứ hai mẹ nói rằng là ương bướng và hay cãi, thì tôi rất muốn biết là thường thường nó ương ướng về cái gì và hay cãi về cái món gì, bởi đôi khi nó cãi đúng đấy. Nó không muốn nghe nói nhiều anh ạ. Con đi học bài đi, xong lần thứ nhất, thứ hai thì hoãn, nói lần thứ ba là bắt đầu lùng bùng cấp cặp đi học, nhưng mà kiểu cái thái độ nó không được thoải mái lắm. Rồi, may mà nó không nói là biết rồi, khổ lắm nói mãi đúng không ạ? Dạ Các bệnh chung của phụ huynh là cái chốc lại nhắc đi học đi.
Tí lại nhắc hộp, nó nghe thấy rồi và nó đoán được điều đó. Cái này không phải một mình cậu ấy đâu, mà tất cả các con em chúng ta đều không thích bố mẹ nói dài dòng văn tự. Con đi học, thế và nếu như mà không nghe thấy thì con có nghe thấy không? Con đi học đi, thế còn cái chuyện nó đi không, không phải chốc lại nhảy là không phải 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 con đâu, mà kể cả bố nó cũng không thích mẹ nó nhiều đâu. Đấy, đấy là một. Thế rồi là hai nữa, người lớn đôi khi cũng cứ rất là chủ quan, cứ lấy từ cái ý kiến của mình ấy, cho rằng thế này là đúng, thế kia là không đúng. Và bây giờ các cháu nó cũng có cái nhìn nhận nó khác đi rồi, thì nó cãi thì đôi khi mình lại lấn át đi. Đấy, tao vừa nói cái mày đã cãi. Chẳng hạn như có những trường hợp là các cháu bây giờ tuổi này nó thích những cái bài hát nhạc trẻ, thậm chí còn thích cả những bài hát nhạc chế, thậm chí là nó hay dùng iPhone hay là dùng điện thoại nó nghe máy nghe nhạc, nó không thích trò chuyện tâm sự với bố mẹ. Thì mình thì lại cứ muốn ngồi hỏi tỉ tần mẩn mà rằng là ở lớp thế nào, dạo này hình như học kém đi, rồi là cẩn thận nếu không học thì sau này là trượt không vào được 10, thì thế nọ thế kia rất. Mà trẻ thì không thích nghe cái đó. Nó phản ứng, nó cãi lại có lẽ cũng tốt hơn là nó ậm ừ ở trong lòng nhưng nó làm theo ý đó, hoặc là nó cứ gọi là nó cùn nó trơ ra. Ở đây nó phản ứng thì ít ra nó cãi lại để mình cũng nhận ra rằng là mình xem lại xem mình nói điều gì. Người lớn mà muốn làm bạn với cái trẻ con, muốn để mà dẫn dắt hướng dẫn nó, thì đừng bắt nó già bằng mình, mà mình phải hạ xuống mình trẻ trung bằng nó. Thế biết là vỗ vai cu cậu này, có bạn gái rồi công nhận nhanh nhỉ, trả bù cho bố ngày xưa mà lúc nó tán mẹ ấy, bố 20 tuổi rồi bố còn rất là ngố, nếu mà mẹ mà không mở đường trước thì bố chả biết gì. Có khi nó lại cười, nó bảo mẹ buồn cười, mấy con ở lớp con nó thích con chứ con có thích đâu. Tức là mình đúng vậy, nói y thế anh ạ, và em nói nó y như anh nói ạ. Ừ đấy anh, nhưng nó mà thì anh rất là hiểu bọn trẻ con. Mình đừng có đứng ở trên cao mình quát, mình hãy nhún mình xuống ngang bằng. Muốn chơi với người ta, muốn làm bạn với con mà cứ đứng ở trên với đôi mắt nhòm ngó thì ai người ta muốn chia sẻ. Thế thì rồi thậm chí còn kể chuyện là của mình ngày xưa đi học, mẹ sợ nhất là môn toán, không biết bây giờ thế nào, chứ còn ngày hồi trước mẹ dốt thế nọ, mẹ khá thế kia. Cậu kể ui giời, bây giờ toán này còn vô tư, còn sợ nhất là làm văn thế nọ thế kia. Thế thì nghĩa là mình đang rất là gần gũi với con. Thế còn ban nãy con nói rằng lúc nào mình cũng bảo nói con nó không nghe, sao lại trẻ con cứ phải nghe tất những gì người lớn nói? Người lớn đôi lúc cũng phải nghe trẻ con nó giải bày chứ, đúng không? Đặc biệt là ở lứa tuổi này rất là tự ái và ương bướng, thậm chí bất cần. Đã có những cháu con gái 13, 14 tuổi nói chuyện với mẹ không được, rồi mẹ bắt đầu là vô ý tát nó một cái hoặc nói một lời xúc phạm, bỏ nhà ra đi, thậm chí làm những điều dại dột hơn. Lứa tuổi này rất khó khăn. Bên cạnh cái việc mà yêu thương chăm các con, nhưng hãy phải có một cái nghệ thuật. Tức là hổ người ta còn chơi được cơ mà. Muốn chơi với hổ thì đầu tiên phải cứ mon men đến gần, rồi vuốt vuốt râu nó, rồi thấy nó hiền hiền, rồi bắt đầu còn xoa lưng. Thế huống chi như con chúng ta, thằng cu đẹp dai nữa, con gái còn thích, nhưng mà mình lại không chơi được với con, không làm bạn với con, thì phải xem lại cách của mình. Cháu chưa đến nỗi nào cả. Thế còn thì kết quả học tập thì như thế nào? Lưu ý một tí đi. Đỡ năm năm trước thì là cháu cũng được học giỏi ạ. Nhưng em thấy tới đây khoảng một tháng nay cô giáo nói là học hành có phần giảm sút, em cũng sát sao với cháu nhưng mà thấy rằng nó cứ rất là khó gần, nó cứ lùng bùng nhẹ đi ra kia đi, con học không cần. Thế tức là bình thường em vẫn ngồi em áp tải cháu nó học, mặc dù em ngồi soạn bài đấy nhưng mà vẫn cứ gần con như thế, nhưng nó cứ kiểu xua đi, không thích gần, không thích nghe nói nữa. Thì em cũng lo bảo hay là nó ương quá rồi, không đoạn nói không nghe, đoạn không dạy thì chết. Không ai cần ai giám sát đâu. Sợ nhất đấy, mình nếu mà lại nói rằng mẹ đang nói mẹ soạn bài, chắc lại mẹ là cô giáo. Mẹ có muốn cái ông hiệu trưởng lúc nào cũng đứng bên cạnh không? Cô, xin mời cô vào phòng hội đồng, cô soạn bài, tôi đứng đây tôi giám sát xem cô có soạn hay không. Hay mình bảo là anh cứ yên tâm, bao giờ đến ngày đến tháng giao án em nộp đầy đủ, đúng không? Con người ta phải có cái sự tự chủ một tí, chỉ có là giao nhiệm vụ và con làm đi, nếu khó khăn thì bảo mẹ, dù sao chăng nữa thì mẹ cũng có thể biết được giúp con được cái nọ cái kia.
chứ không phải là ngồi đấy soạn bài đi để mẹ vừa giả vờ làm việc của mẹ nhưng mẹ vẫn đánh mắt sang đấy mẹ theo dõi, thì không ai cảm thấy là bị gọi là bị gò bó hoặc là theo dõi. Tạo cho con một cái tự do và tin tưởng một tí đi. Tôi hy vọng là qua những cái lời tâm sự của anh Đinh Đoàn thì bạn sẽ biết được cách dạy con, nhất là những đứa con mà đang lứa tuổi dậy thì như thế mà lại còn khác chứ không phải là như con gái, đúng không? Vâng, tôi xin hỏi một câu. Con gái là năm nay cháu 16 tuổi, cháu bị kinh nguyệt từ năm cháu 10 tuổi. Vâng. Đến bây giờ thì nhìn về bên ngoài không lớn bằng các bạn bè, thấp hơn hẳn bạn bè một cái đầu ấy ạ. Vâng. Cao 1m45 và nặng 37 cân, rất là nhỏ bé. Bây giờ tôi muốn nhờ chương trình ra ngoài cái việc là cho cháu ăn uống còn có cái thuốc gì để hỗ trợ cháu được phát triển về chiều cao không ạ? Thế à, cô nàng có chịu khó uống sữa không? Dạ, cũng có mà rất là lười ạ. À, thế à, 16 tuổi là đang học lớp 10 rồi đúng không? Thiếu nữ rồi chứ gì nữa. Có bạn trai chưa? Chưa. Thế à. Rồi, bác sĩ Vũ Minh Phượng đang ngồi cạnh tôi sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, chào chị. Chị ơi, thế anh chị có cao không ạ? Nghe em cao 1m64, nghe em cao 1m53 đấy ạ. À, chị cao 1m53. Bây giờ con là cao mét bao nhiêu ạ? 45 thì em mà cháu học lớp 10 đấy. Vâng, nếu mà muốn bằng mẹ thì cháu còn những 4-5 năm nữa cơ. Tuy nhiên rằng là còn phải hy vọng là cao hơn mẹ nữa nhờ. Thì chị biết được rằng là cháu vẫn còn ở cái tuổi gọi là phát triển đấy. Thông thường thì đến khoảng 20 thậm chí 22 tuổi thì mới bắt đầu dừng phát triển chiều cao chị ạ. Vậy thì để mà hỗ trợ phát triển chiều cao thì cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ nó rất là quan trọng, đúng không? Đặc biệt là bổ sung canxi. Đó. Thế thì chị quan tâm đến chiều cao của cháu. Như chị nói là canxi thì ví dụ như là nó có nhiều từ sữa, nhưng mà cháu lại không thích uống sữa lắm. Thỉnh thoảng mới uống thì chị mua canxi, viên canxi ấy ạ. Vâng, chị cho cháu ăn thêm. Đó, thế thì cứ ăn đều đặn như thế thì cũng đã nhiều người mà con không uống được sữa ấy, thì người ta phải có giải pháp là bổ sung canxi. Vâng, cho con thì cái chiều cao của cháu nó cũng sẽ được cải thiện. Nhất là bây giờ là cháu 6 năm rồi, có kinh nguyệt thì chị thấy là mỗi lần có kinh nguyệt là mất rất nhiều canxi qua máu kinh ấy. Thế thì mình phải bù lại cái lượng đấy, đồng thời mình lại mong muốn con là phát triển chiều cao hơn nữa, thì tức là nhu cầu canxi của cháu cần phải bổ sung rất nhiều trong chế độ dinh dưỡng, thì nó có nhiều ở tôm, cá, cua, vân vân, nhưng mà lại phải ở vỏ là chủ yếu cơ. Thì không biết là cái chế độ ăn của cháu ấy, chị có cung cấp đủ qua cái thực phẩm không? Nếu mà không đủ thì mình phải bổ sung các cái canxi, mà tốt nhất là chị bổ sung trong một cái giai đoạn dài dài. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của các chuyên gia chúng tôi rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Dạ, cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Cạn. Alo, xin chào bạn trẻ từ Bắc Cạn. Alo ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là bây giờ em có yêu một người con gái, thì người đó thì thật sự hôm mùng 6 mùng 7 Tết ấy thì vâng. Cô ấy có nói với em một lý do là bị mất máy ấy. Nhưng mà sau đó đến mùng 8 mùng 9 thì em gọi lại thì cho một người con em của cô ấy nghe máy và nói là nhận được cái máy đấy, nhưng mà thật sự thì em nghe thấy giọng cô ấy ở bên cạnh thì thào ấy. Vâng. Rất là buồn và em không biết làm thế nào cả. Các bạn yêu nhau được lâu chưa? Em với cô ấy yêu nhau từ tháng 4 năm ngoái. À, từ tháng 4 năm ngoái. Thế thì ở xa nhau à? Vâng, cô ấy, em với cô ấy ở cách xa nhau. Xa nhau bao cây số? 30 cây số ạ. Tại vì em là hơi gặp khó khăn một chút, thế nên là anh đã không được gặp nhau được. À, thế à? Thế từ Tết, từ cái hôm mà cô bảo mất máy đến giờ là gặp nhau bao nhiêu lần rồi? À, hôm đấy thì Tết thì cô ấy bảo là đi lên chơi ngoại trên chỗ Lạng Sơn ấy. Vâng. Thì em cũng tin cô ấy và chờ đợi cô ấy, nhưng mà thật sự thì đến hôm đấy thì em thất vọng quá. Thì tóm lại là từ hôm ý đến giờ đã gặp nhau chưa? À, bọn em chưa gặp nhau ạ, tại vì là em không liên lạc được với cô ấy nữa. À, không liên lạc được với cô ấy nữa? Vâng, em muốn hỏi. Và cũng chưa biết nhà cô ấy ở đâu à? Tại vì em là người kiếm thị mà anh. À, bạn là người khiếm thị à? Vâng. Vâng, 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 tức là cái cơ hội để gặp gỡ với bạn cũng rất là khó khăn đúng không? Vâng. Ông không thể chủ động để tự đi tìm cái cô gái này được. Vâng. Thế cô ta có phải là người khuyết tật không?
À, cô ấy thì vẫn còn khỏe mạnh bình thường. À, cô là người bình thường, bạn là người khuyết tật. À, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Ừ, em ơi, em với cô thì quen nhau như thế nào? Dạ, em quen cô ấy thì sau một lần tình cờ thì em có gọi điện thoại cho một người bạn cũ ấy, thì người bạn đấy thì không dùng cái số ấy nữa, và người dùng cái số đấy thì lại là cô đấy. Ừ. Nên là bọn em nói chuyện trong vòng mấy hôm thì em có ngỏ lời, thì cô ấy cũng bảo là em không quan trọng về cái vấn đề là khuyết tật hay không. Ừ. Yêu nhau thì thật sự phải tiền tình cảm với nhau là chính thôi, chứ còn cái vấn đề mặc cảm thì em quan trọng vấn đề đấy. Rồi. Em đã tin tưởng cô ấy, và thực sự thì bọn em yêu nhau thì tình cảm của em dành cô ấy thật thật lòng, mà thực sự cô em cô ấy em chả biết là cô ấy có yêu mình thật hay không, nhưng mà mỗi lần em đề cập đến cái vấn đề gặp nhau thì cô ấy thường bảo là bận hoặc nói kia. Tức là chưa gặp nhau một lần nào. Dạ vâng. Thế còn từ Tết giờ lại còn không được liên lạc được nữa. Vâng. Ừ. Em có dự đoán gì không? Em đoán là thực sự thì cô ấy cũng chỉ đùa với mình thôi, nhưng mà em cũng bắt tin bắt nghi. Anh thì anh lại nghĩ cô ấy không đùa. Lúc ban đầu thì mới quen nhau, thấy em nói chuyện cũng duyên dáng, em cũng có nhiều biết, và đang ở cái tuổi rất là tích cực năng động, nghĩ rằng mình có thể quyết được tất cả mọi thứ, rằng là nếu mình thương mình yêu ai thì tất cả những thứ khác đều là nhỏ, vân vân, tức là đang ở cái cao trào mà cô nhận lời với em. Thế nhưng rồi tĩnh tâm trở lại, nghĩ đi nghĩ lại lại thấy muôn vàn gian khó, xa nhau này, mặt nhạt thì chưa gặp mặt này, gia cảnh thì chưa biết thế nào này, yêu nhau chỉ có lại cái điện thoại thế này thì sống làm sao được này, mai kia lấy nhau xong thì làm ở đâu, ăn ở đâu như thế nào này. Có khi cô vừa mới tâm sự với này, bạn bè, với chị em hay với gia đình thì đã bị gia đình là tới tấp tác động rằng là dại, là ngu, là dốt, vất vân vân, làm cho những cái cảm xúc tốt ban đầu của cô ấy nó cứ thui dần, chột dần, ít dần, nhạt dần. Và đến lúc cô không chịu được nữa thì cô ấy cũng lại không muốn làm tổn thương em. Chẳng lẽ cô ấy nói thẳng là thôi nhá, chia tay, chứ còn em không thể tiến được nữa đâu, tức là dừng cuộc chơi ở đây đấy. Nói thế thì sợ em lại mặc cảm, em sốc, cho nên cô mới làm một cái động tác cũng rất là nhân văn, tức là cứ giãn từ từ. Tết không cho gặp bởi vì là phải lên trên ngoại, thực ra có thể chẳng lên trên ngoại. Thế rồi sau đấy thì để mà cắt đứt liên lạc thì nói rằng không dùng cái máy này nữa, nhưng có thể vẫn dùng, và khi mà em gọi điện nhìn thấy số lạ hoặc nhìn thấy số của em thì đưa cho cậu em hay cô em nói hộ, là nói rằng thế nọ thế kia. Đích cuối cùng chỉ để bắn cho em một thông tin rằng thôi nhé, từ đây xin chấm dứt. Nếu có còn quý nhau thì thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin, nhưng mà gọi điện nhắn tin là khi chính lòng cô ấy còn mong muốn, cô sẽ báo cho em là từ nay đi em gọi cái số này nha, em có cái sim này, có gì thỉnh thoảng anh gọi điện cho em. Thế còn lúc này thì đang muốn là em hiểu rằng là không muốn tiếp tục và không thể tiến lên được nữa. Vâng. Bạn đã hiểu chưa? Vâng ạ. Và cái sự thật nào thì cũng đau lòng, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cuộc sống của bạn sẽ có nhiều điều may mắn luôn đang ở phía trước, và bạn hãy tự tin ở điều đó nhé. Xin chào bạn. Dạ, chúc vâng. Bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn nhé. Vâng. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, tôi nghe đây. Alo, em chào chị ạ. Vâng ạ, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị ơi, chị giúp em một việc ạ. Tại chị ấy tư vấn cảm nhận đến tháng 6 này là em chuẩn bị em cưới vợ tương lai của em bây giờ ạ. Vâng. Mà bọn em yêu nhau thì được gần một năm rồi, sắp được cưới rồi, làm ăn thì được rồi. Cái thằng bạn em, nó là thằng em đi làm ăn ở xa mà lấy về, thì vợ chính là cái vợ tương lai của em bây giờ, ngày xưa yêu nó rồi, nói chung là đã có quan hệ với nhau rồi. Vâng. Bây giờ cũng nhiều người biết cái đấy rồi, người ta nói ra nói vào, bây giờ em hoang mang là không biết bây giờ là có nên cưới nào không cưới nữa. Băn khoăn của bạn sẽ được chuyên gia tâm lý học Nguyễn Đinh Đoàn của chương trình chia sẻ ạ. Xin mời anh Đinh Đoàn. Em ơi. Vợ chưa cưới của em quan hệ với cái người yêu trước, mà đồng thời cũng là cái thằng em đúng không? Vâng, em. Quan hệ trước lúc em yêu cô ấy hay là trong thời gian gần đây đang chuẩn bị cưới em mà vẫn cứ quan hệ với cái cậu kia? Không ạ, trong thời gian trước ạ, trước khi yêu
Tức là trước khi, khi đến với mình thì cô cũng có một đời người yêu. Còn em thì em bây giờ thấy lăn tăn là như vậy là mình thiệt à? Em không lăn tăn là thiệt. Sợ là mai sau nếu em về không à, nó phát sinh đi chuyện gia đình nhiều cái không à. Em sợ em lại lấy cái đấy ra em lại làm khổ vợ. À rồi, tức là lúc này thì có thể vì em yêu, em rất là chuẩn đấy. Vì yêu mình có thể bỏ qua, mình muốn cưới bằng được. Nhưng rồi những cái đó nó vẫn là cái ám ảnh ở trong đầu mình. Rồi biết đâu sau này trong lúc vợ chồng có những cái mâu thuẫn xích mích, mình không làm chủ được, mình lại lôi ra rằng là cô tưởng cô tốt đẹp lắm đấy à, xong rồi thế này thế khác là hành hạ nhau đúng không? Thực tế cuộc sống đã có những trường hợp như vậy. Thế đến nỗi mà người vợ nói rằng sao ngày ấy anh chấp nhận cưới em, thà rằng đừng cưới nữa thì xong. Chứ còn cái lỗi đấy thì không đáng gọi là lỗi. Anh thì anh nghĩ thế này này. Giá như trong lúc này đã thề thốt rồi chuẩn bị làm đám cưới với mình mà cô vẫn còn cưới. Rồi, bọn em định cưới thì bọn em làm ăn, bọn em đã bây giờ đã đầu tư vốn với các cái để làm ăn. Nghĩa là hai bên gia đình các cái đã xong hết rồi đấy ạ. Rồi. Bọn em đã xác định... Giá mà trong lúc này mà cô ấy lại, mình cứ đi vắng là cô ở nhà, cô ấy đi quan hệ với người khác thì mình có thể đánh giá về tư cách. Thế còn thì trước đây cô đã biết em là ai, cô ấy đi với người yêu, hai người yêu nhau thì lúc ấy còn tiếc gì nhau nữa. Đặc biệt lại còn trẻ trung, đặc biệt lại cậu kia thì lại gạ gẫm chẳng hạn. Thì cái chuyện mà các bạn gái ngã lòng là trường hợp không hiếm gặp. Nếu mình mà cứ chỉ vì những cái đó mà mình lăn tăn thì rồi, mà mình xác định rằng là nếu không cưới thì thôi, chứ cưới là phải cưới một cô mà chưa từng cái gì bao giờ ấy. Khó kiếm lắm em ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian tới thì Cửa Sổ Tình Yêu cũng sẽ nhận được tin vui của bạn ạ. Cảm ơn bạn đã gọi tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Alo. Vâng, chào bạn trẻ Hà Nội ạ. Vâng ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em có bầu được 12 tuần mà em lại bị viêm phế quản ấy ạ, cả bị viêm mũi. Em đi khám thì người ta chẳng bán thuốc cho em, thì em bảo là phải đi đâu khám thì mới có thuốc để uống được ạ. Vấn đề của bạn thì chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Em ơi, thế em đi khám ở đâu cơ? Em đi tuần trước em đi khám ở trên bệnh viện C, bác sĩ bà. Ho, em bảo em ho nhiều, em khó thở thì bác sĩ bảo đi bệnh viện tai mũi họng mà khám. Lúc em đi định lên bệnh viện tỉnh để em khám thì bác sĩ lại bảo 3 tháng đầu này thì chẳng uống được thuốc tây đâu ạ. Em đi về đi thì là em chẳng mua được thuốc, thì em phải về em uống thuốc đông y đi ạ. Thì thực ra là ở cái bên tai mũi họng ấy thì người ta cũng có lý của người ta, là bởi vì người ta sợ em uống cái kháng sinh thì nó sẽ qua máu ấy, mà nó làm ảnh hưởng đến con em, nhất là đang ở trong cái giai đoạn 3 tháng đầu là cái giai đoạn mà cái thai của em đang hình thành các cái tổ chức ấy. Nếu mà có những cái loại thuốc nó có thể làm ảnh hưởng để gây, có thể nói là gây dị tật ấy, thì ở bên đó thì người ta cũng cẩn trọng thì cũng đúng thôi. Vì cái nữa là có thể cái tình trạng viêm mũi của em nó không nặng lắm ấy. Chứ còn nếu mà nó rất là nặng để nó ảnh hưởng đến em thì người ta phải lựa chọn là thôi thì phải dùng cái loại kháng sinh nào đấy nhá. Thế thì bây giờ quay ngược lại là em dùng cái thuốc đông y thì em thấy có tốt không? Dùng thì viêm phế quản thì đỡ, nhưng mà mũi thì chẳng đỡ gì cả. Mũi viêm phế quản đỡ là tốt rồi đấy nhá. Sợ nhất cái viêm phế quản ấy. Mà chị ơi, em từ hôm em có bầu rồi em mệt mỏi, em không ăn được mấy mà em lại còn bị sút cân này, thì có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Quá ảnh hưởng chứ, hỏi thế. Mẹ mà yếu, con bây giờ là ăn nhờ mẹ mà. Thế mà mẹ yếu thì con nó sẽ yếu, nó sẽ suy dinh dưỡng ngay từ trong bào thai ấy. Nhá. Thế thì bây giờ cứ lần lượt như thế này. Bây giờ là còn viêm mũi thì viêm mũi có nặng không? Em có chị ạ, mà tối buổi ban ngày thì còn đỡ, chứ tối bắt đầu nằm đi ngủ vẫn là chẳng thở được bằng mũi đâu ạ. Cứ phải thở bằng mồm, khô hết cả môi. Thế xịt hay là mua cái xịt mũi? Em vẫn giỏ nước muối nhưng mà chả ăn thua, bị mấy tháng rồi. Mấy tháng nay rồi mà cũng không ăn thua. Thế và khô miệng thì bây giờ lại mua cái xịt nước muối đấy, xịt vào miệng ấy. Rồi là uống nước, đúng không? Uống nước nhiều cũng rất là tốt.
rồi khô miệng thì uống sữa, cố gắng nếu như mà cái mũi mà không khó chịu lắm nhá thì cố gắng là chưa dùng kháng sinh vội, một vài tuần nữa nếu không khỏi thì lúc đấy mình sẽ vượt qua cái giai đoạn nhạy cảm là con ở trong 3 tháng đầu ấy. Đấy, thì vượt qua cái giai đoạn đấy đi thì rồi nếu khó chịu quá thì em cũng có thể là dùng kháng sinh. Thế còn bây giờ mình cứ bằng các cái phương pháp như là xịt mũi này, tịt mũi quá thì nhiều khi hít cái dầu cao ấy em. Ừ, thì nó cũng đỡ. Thế rồi bằng mọi cách nhẹ nhàng, can thiệp nhẹ nhàng thế thôi. Và nhiệm vụ chính vẫn là bồi dưỡng để cho mình thật khỏe nhá. Không ăn được cái này thì phải nghĩ đến ăn cái chuyện khác. Ví dụ như em có uống sữa được không? Có. À, thế không ăn được thì uống sữa. Thế rồi là ăn tí một, ăn cái bánh nhá. Rồi không ăn được thịt thì ăn cá. Tóm lại là em phải nâng cái sức khỏe của em lên, và có khi sức khỏe của em lên thì cái bệnh mũi kia nó lại biến đi đâu mất. Mà một mũi tên, tức là bằng cái cách dinh dưỡng thì em lại sức khỏe của em vừa tốt, bệnh tật, cái chuyện ở mũi nó có thể qua đi và con lại khỏe nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn có một sức khỏe thật tốt để nuôi em bé thật là khỏe mạnh. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo. Dạ, alo em nghe đây ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, cho em hỏi bác sĩ là em sắp sửa sinh, còn một tháng nữa thì em sinh em bé. Nhưng mà lần này em đã sinh là lần 3 rồi chị ạ. Xin tư vấn cho em thêm là nếu mà có chia sản thì rồi sao mà có cái tác dụng phụ gì để ảnh hưởng đến sức khỏe và tình cảm quan hệ vợ chồng rồi sau này không ạ? Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Sợ vỡ kế hoạch quá phải không? Dạ vâng. Bởi vì là em sinh là sinh mổ, không phải là sinh thường. Thì em không đặt vòng rồi, chị, em chỉ đặt vòng lần đầu thôi, lần hai đi. Đặt vòng thì bác sĩ bảo là cái tử cung nó cao, không diện được biện pháp đặt vòng. Em chia sản luôn ạ. Nhân tiện là mổ lấy thai thì chia sản luôn, đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà lại cứ lo rằng là triệt sản thì sẽ ảnh hưởng đến sinh lý của phụ nữ hay chuyện chồng con, đúng không? Chỉ có lo nhất là như thế này này, triệt sản rồi xong lại muốn có con nữa thì là khó khăn. Thế còn không ảnh hưởng gì đến những cái sinh lý của phụ nữ và sinh hoạt với chồng đâu nhá. Cái ảnh hưởng ấy về mặt cơ thể thì nó không ảnh hưởng, nhưng cái ảnh hưởng là nó từ cái suy nghĩ của mình ấy, mình thế này thế nọ thế kia thì đấy là bệnh tưởng. Và nếu như mình không giải phóng được cái đầu của mình là chả ảnh hưởng gì cả, cái chuyện phụ nữ là một cái hoạt động của nội tiết mà nó không ảnh hưởng đến cái ống dẫn chứng, em hiểu không? Thế cho nên đầu em là em phải giải phóng luôn để nó không ảnh hưởng đến các cái chi phối các cái hành vi của em, đặc biệt là hành vi trong quan hệ vợ chồng. Chứ nếu không em cứ mặc định là mình cắt rồi nó sẽ khác đấy, và tự nhiên mình nghĩ thế thì cái hành vi của mình nó sẽ khác, và lúc đấy thì nó sẽ là ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của em, không phải vì do cắt mà vì do đầu em nghĩ nhá. Thế và em nghĩ rồi và chồng em cũng có thể nghĩ như thế nữa, chồng em cũng sẽ nghĩ rằng là từ ngày mà vợ mình nó triệt sản xong bắt đầu soi xem là có gì khác với trước không. Thế và bắt đầu họ vạch lá tìm sâu ấy, một cái thay đổi gì không liên quan đến chuyện triệt sản, nhưng cũng đổ tại là đấy là tại triệt sản. Và tự nhiên nó thành ấn tượng ở trong đầu. Thì chị muốn nói đến cái tâm lý, cái suy nghĩ của cả vợ lẫn chồng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, đến sức khỏe tình dục của hai vợ chồng. Để gì? Để em biết cách ứng xử với bản thân em, và em cũng biết cách ứng xử với chồng. Em hiểu ý chị không? Chị cung cấp thêm cho em thông tin như thế để em giữ sức khỏe của mình là chính, con thì cũng có đủ rồi nhá. Một số biện pháp lại không áp dụng được. Nhưng mà em vẫn ba đứa con gái, thì em là trong tư tưởng là em không muốn sinh nữa, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe.
từ sau khi chia sản thì hai vợ chồng thoải mái, không cần phải lo là tính ngày theo chu kỳ kinh nguyệt này, tính biện pháp tránh thai nào này. Thế em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, xin chào bạn. Em là Bảo Nguyên, em đến từ Thái Nguyên ạ. Năm nay em 32 tuổi. Vâng, xin rất là chào mừng bạn đến với chương trình ạ. Chúng tôi có thể biết được yêu cầu của bạn là gì được không ạ? Vâng, thưa chị là em muốn hỏi chuyên gia một câu, tức là em năm nay cũng 32 tuổi rồi, tức là em cũng muốn lập gia đình, nhưng mà nói chung em có bạn gái, nhưng mà mỗi khi ngồi bên bạn gái em cái chuyện bày tỏ tình cảm với bạn gái ấy, thì khi em là nhiều khi là em còn nhút nhát, em chưa nói được gì ạ. Vâng, nhờ chuyên gia tư vấn cho em đây. Vâng, bạn 32 tuổi, chắc đây là bạn gái đầu tiên đúng không ạ? Cũng không hẳn là như thế chị ạ. Vâng, cũng không hẳn là như thế. Thế mối tình đầu thì như thế nào ạ? Mối tình đầu thì nói rằng cũng đã lâu rồi. Quên mất rồi đúng không ạ? Vâng, quên mất cách tỏ tình như thế nào rồi đúng không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn rất là thú vị. Chuyên gia Đinh Đoàn của chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn ạ, xem là anh Đinh Đoàn có kinh nghiệm gì không, có thể bật mí được không ạ? Xin mời anh. Rồi, chào ông ấy. Vâng, em chào chuyên gia Đinh Đoàn. Thông thường là các bạn là 32 tuổi, là các bạn này học cùng là chúng nó lấy vợ hết rồi đúng không? Vâng. Còn mỗi mình này, thế hiện nay thì là đang có bạn gái đúng không? Vâng. Bạn gái thế nào? Bạn gái làm cùng, học cùng, hay là bạn gái hàng xóm, hay là cô bạn cũ ngày xưa, hay là quen ở đâu? Bạn gái thì cũng mới quen anh ạ, quen ở khoảng 2-3 tuần, nhưng thực sự em rất là quý bạn ấy, em muốn bày tỏ tình cảm với tình bạn sang tình yêu, nhưng mà nói chung em thì cái chuyện này em hơi khó nói anh ạ. Ừ, rồi mình sẽ nói sao. Thế nhưng mà mới quen 2-3 tuần, biết thì về cô nhiều không? Có chồng chưa, có người yêu chưa, rồi gia cảnh ở đâu, hoàn cảnh thế nào, biết được không? Có, tức là em cũng đã sang nhà chơi rồi anh ạ, nhưng mà bây giờ do cô ấy đi làm ở xa ấy, thì nói chung là chỉ có trò chuyện với nhau qua điện thoại, qua Zalo thôi anh ạ. Thế à? Vâng. Ôi thế thì thật ra này này, em thì chân thành nhưng mà hơi nhát nhát một tí. Cái điện thoại rồi những cái Zalo là cái mà rất thuận lợi cho những người như em. Mình ngồi cạnh thì có thể mình còn run rẩy, mình không dám nói định anh thế rồi là lắp bắp không nói được. Nhưng nói điện thoại rồi qua tin nhắn rồi đều có thể bày tỏ được. Tuy nhiên thì em nói rằng là mới quen có 3 tuần, có một ít tuần, và cô lại đi làm xa, cho nên chắc là mới gặp nhau ở dịp Tết vừa rồi đúng không? Vâng. Thế thì cũng chưa có nhiều. Bây giờ thì mình phải làm tốt cái công tác chuẩn bị. Chuẩn bị tức là để tiến tới bày tỏ tình cảm đấy. Ngày nhắn tin, hàng ngày gọi điện, rồi nói bóng nói gió rằng là chẳng hiểu sao từ lúc gặp đến giờ toàn nhớ, đêm thì không ngủ, mở mắt ra đã nhớ. Thế rồi là Thịnh lại hỏi dò cô xem là chẳng biết rằng là em có nhớ gì về anh không, có còn là thế nọ thế kia không. Thế rồi nhiều đêm không nằm không ngủ được, lại cứ ước là giá mà thế nọ, giá mà thế kia, mình cứ nói cái giá mà mình mong ước ấy. Cô đều hiểu hết, con gái thì thực ra không phải cô nào cũng thích nghe thẳng một cái câu là anh yêu em đâu. Thích thì vòng vòng tí thì nhớ rồi thương rồi ước gì mà gần gũi rồi. Giá mà em mà không đi làm xa mà em mà đang ở gần thì hôm nay buổi tối anh sẽ phi đến để đi uống cà phê chứ nhớ lắm rồi chẳng hạn. Cứ nói những cái điều vu vơ nhưng thực ra thì đều có âm mưu chuyển đến một thông điệp là anh có tình cảm, anh mến em, anh quý, anh muốn rằng là cái mối quan hệ này nó lâu dài bền chặt hơn. Tất nhiên khi mình tung ra những cái thông tin, những cái câu nói ấy thế nào cũng nhận được lại phản hồi. Anh cứ nói thế chứ chắc là anh là người đàn ông kén lắm, chứ anh 32 tuổi chắc anh nhiều người yêu lắm rồi. Mình lại thề lại. Thật ra thì trước đây hồi học phổ thông cũng có yêu một cô, nhưng mà từ đó đến nay là cũng mải làm mải ăn và cũng chẳng gặp được ai. Người chỉ có từ hôm gặp em đến nay làm cho anh cứ nhớ nhung bồi hồi. Tức là đấy, nó cứ dạo nhạc như thế. Mà đến lúc không khéo là chính cô sẽ là cái người mà gợi ý trước hoặc là mở lời trước cho mình ý. Thế rồi một hôm nào đó mình thấy là cứ lời qua lời lại mà cá đã cắn câu thì mình bày tỏ.
Mình một là lên tận chỗ cô ấy đang làm. Vâng. Một cái đột ngột, ví dụ như cô ấy không, hiện nay có làm ở đâu, có xa lắm không em? Vâng, cô ấy làm rồi, hiện nay cách cho em khoảng độ 5-60 cây anh ạ. 5-60 cây, ôi dồi ôi, tiếng đồng hồ đến nơi. Chẳng hạn đến 4:30-5 giờ cô ấy tan, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy mình đứng lù lù ở đấy, sướng chứ. Dọa dọa một cái, thế là cô ấy giật mình, cô ôi anh thế mà chẳng báo gì cho em, là em đột ngột bảo muốn mang lại sự bất ngờ cho em đấy. Thế xong rồi kéo cô đi cà phê cà pháo rồi ăn uống buổi tối, rồi nói rằng là cũng bận lắm đấy, nhưng mà nhớ không chịu được nên phải mò lên đây. Thế rồi anh nghĩ rằng là chắc không quá khó khăn đấy. Thế thì làm tốt công tác chuẩn bị này, và định đến một hôm nào đó thấy rằng là đừng được rồi thì mình bày tỏ tạo ra một cái bất ngờ, chứ đừng ngồi trong quán cà phê rồi lắp bắp rồi cứ nghĩ rằng định nói lại ngại. Thì được tốt nhất là lên chỗ cô ấy, một cái người ta cảm động, thứ nhất là cái phải rằng là trong bụng nghĩ rằng chắc anh phải thích mình, quý mình, yêu mình lắm thế nào thì mới đi lên tận đây như thế này. Chứ còn bảo hôm nào anh em về đây để anh nói cái này thì nó lại không hay bằng là mình tự lên, đúng không? Vâng. Nhá, anh nghĩ rằng là thôi cũng không phải lớn tuổi, nhưng mà cũng đến tuổi là mình cũng có thể sớm ổn định cuộc sống gia đình rồi. Và lâu lắm rồi nay mới gặp được một cô bạn gái, mình thấy là vừa ý thế này thì phải gia công hơn một tí nữa nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ, những cái chiến thuật tấn công của chuyên gia Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp bạn có được bí quyết để bày tỏ tình cảm với bạn gái. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, và cũng hy vọng rằng bạn sẽ xây dựng được một tình yêu thật đẹp. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào bạn. Em chào chị ạ. Vâng ạ, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của em là hạnh phúc gia đình ạ. Vâng, bạn nói cụ thể được không? Vâng, em và gia đình em được vợ em ấy ạ, lấy nhau được hơn 10 năm và đã có một em bé trai được 4 tháng rưỡi đấy. Vâng. Và do mâu thuẫn gia đình bây giờ, vợ em đã về bên nhà ngoại ấy. Vâng. Và bỏ con cho em nuôi ấy. Vâng. Nhưng mà con nó còn nhỏ thì nó khát sữa thì em đã cho ra ngoài chỗ vợ em để cho nó ăn uống đảm bảo ngoài đấy. Nhưng mà có cái là bây giờ mâu thuẫn gia đình ấy, vợ em nó bảo là bỏ em ấy, thì em hỏi là chương trình là qua các mâu thuẫn như thế thì em có lên đi tiếp hay là quyết định bỏ ấy ạ? Vâng, bạn đang rất bối rối là không biết nên tiếp tục mối quan hệ hôn nhân này hay là sẽ chia tay, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và chia sẻ với bạn ạ. Xin mời anh Đinh Đoàn. Chào em. Vâng, em chào anh ạ. Hiện nay thì hai mẹ con cô ấy ở bên ngoại hả? Vâng. Thế còn thì em thì có đi đi về về sang thăm chăm sóc gì vợ con không? À, cái đó thì em vẫn hàng ngày vẫn ra hỏi thăm ạ. À, hàng ngày ra hỏi thăm. Ừ. Vâng. Nghe giọng thì trẻ lắm, em đến 22, 23 chưa? Em cả tuổi đẻ em được 27 rồi. Ồ thế cơ à, thế à? Vâng. Chắc cô thì ít hơn, chắc 21, 22 à? Cô đấy thì năm nay cũng 25 ạ. Em ơi, cái mâu thuẫn mà vừa mới cưới nhau được hơn một năm, đã có được bé mấy tháng, nghĩa là cưới xong một cái các em đã có thai và sinh con theo đúng rất là lịch. Thế cái điều gì mà nó làm cho con thì còn bé như thế mà vợ thì bỏ đi đằng vợ rồi, bây giờ chồng thì phải nghĩ đến chuyện ly hôn? Con nhỏ thì nó ốm, nó sốt là cái chuyện bình thường, nhưng mà vợ em thì lúc nào nó cũng đề cao, không phải là đề cao mà đương nhiên là em biết là em lo lắng, nhưng mà lo lắng đến quá mức mà để phát ra thành bực tức ấy ạ. Ừ. Đó, nói ăn nói thì nếu như người bình thường người ta khéo nói thì em đã không phải suy nghĩ, nhưng mà đây nhà em thì nó lại ăn nói thì cục cằn, và nó không biết suy nghĩ cái lời nói của nó ra với mọi người ấy ạ. Ừ,
Thế xong rồi cái lúc mà còn trẻ này, sinh con đầu lòng này, còn thiếu kinh nghiệm này, con nó ốm nó sốt thì cáo bẩn này. Thế xong rồi nói những lời mà như thế em nói là cục cằn. Em có thể ví dụ một câu cục cằn không? Bây giờ anh nghĩ nhá, anh cũng là một người cha chẳng hạn, em cũng thế. Bây giờ con thì con mới thì dỗ con không được thì bắt đầu là chửi con, bịt mẹ mày. Đấy là em nói một vài câu thế thôi. Mẹ mày thôi rồi đánh cả con, mà con có được hơn 4 tháng rồi đấy. Đánh thì không phải là đánh mạnh mà đánh trong lúc bực tức thôi. Phát và đít nó một cái. Vâng, và chửi nó là chửi rủa con thì bảo là mày không biết cái gì, mày không lọ kia, kiểu như là chửi. Đấy là đến là một người cha người mẹ mà dám nói như thế thì em không biết là như thế nào. Và khi mà em mời cả bố mẹ hai bên gia đình để họp mặt ấy ạ, thì cô ấy nói thẳng luôn là bây giờ em là một cái thằng chồng là vô dụng ấy ạ, vô dụng mà không lo được cho vợ cho con ấy. Xin lỗi em, nếu mà mình chia sẻ thật là tức là cái tâm trạng nó không được ổn định lắm, mà người ta gọi là trầm cảm sau sinh. Người đó có thể cáu bẩn bất thường, trước đây thì dịu dàng ngoan ngoãn, giờ này thì cứ tính tình nó khó chịu lắm. Cộng với việc là các cái sức ép về con cái ốm rồi, tự nhiên nó đêm nó dậy nó nôn nó chớ nó thế nọ thế kia phải chăm nó, và cô thì còn trẻ, vốn ở nhà hơn một năm trước là cô gái chưa chồng, ngủ một mạch đến sáng, bây giờ thấy tất cả những cái thứ đó nó lại cộng dồn vào làm cho cô hơi cáu gắt một chút. Tất nhiên không phải cứ ai thế rồi cũng cứ phải nói tục chỉ bậy hay là rủa xả nọ kia, nhưng mà em phải hiểu là cái giai đoạn này là cái giai đoạn cô ấy cũng nhiều sức ép lắm. Thế thì cái chuyện mà mình phải thông cảm với cái người mà cũng giống như là cái người say ấy mà, người ta đang trong tình trạng say mà người ta có nói tục hoặc là một cái hành vi nào đấy mà nó không kiểm soát được, mình cứ đi chấp với người say làm gì, thì mình thông cảm là cô này đang ở trong một cái giai đoạn mà có nhiều thứ nó bất ổn. Thế thì mình cùng chia sẻ đi. Bình thường thì nhắc là sao em lại nói thế, con gái mái mới sinh được đứa con, em lại nọ kia. Hơn nữa là thôi em ngủ đi, con để anh trông. Mình bây giờ mình đã không phải đi làm xa rồi đúng không? Anh nói là bỏ con để anh trông chứ em nói thật, những người đàn ông khác thì em không biết, nhưng mà em bế cho cả đêm, đôi khi em cũng không cả được ngủ. Em chăm sóc rồi nấu nướng ăn uống, nói chung là tất cả mọi thứ em không có lè hà một cái việc gì cả. Đến quần áo của con cái nó ị bẩn ra em cũng phải giặt giũ hết, mà đôi khi em còn phải nấu nướng hết, mà vợ rất em cũng rồi. Chỉ có làm ôm con thôi. Nhưng mà bảo em là vô dụng với các thứ khác, bởi vì không đi làm thì làm sao mà có tiền được vậy ạ? Lúc này thế này, chắc là bố mẹ cô cũng hiểu cô ấy, đúng không? Em đã nói là họp mặt ba bề bốn bên, các cụ cũng biết con gái mình cũng đúng là những lời ăn tiếng nói như thế. Không phải em sang, em thưa chuyện với ông bà ngoại, em cũng nhún một tí thì không sao cả. Người ta bảo nhún nhảy, càng nhún sâu càng nhảy em cao. Em thì em cũng bảo là thôi thì cái lỗi này thì anh cũng có và em cũng có, em cũng nhận hết rồi. Nhưng mà cô đấy thì cô đấy, ý của cô đấy là vẫn cương quyết, còn em thì em vẫn bảo với mẹ vợ của em ấy ạ, thì bảo là thôi thì mẹ cô bây giờ đang nóng thì con cũng không nói được nữa, thì mẹ lúc nào mà nguôi nguôi thì mẹ cứ động viên bảo hai mẹ con gần đấy để cho nó thấu hiểu nó biết chứ. Bây giờ càng nóng này thì càng không giải quyết được vấn đề đấy rồi. Thì em cũng nói hết nước hết cái rồi, thì em chỉ biết bây giờ là em thì nói chung nó thực ra thực lòng là em không muốn bỏ vợ bỏ con, bởi vì con mình còn nhỏ, em cũng không muốn bỏ mà vì hạnh phúc gia đình mình ấy. Thì bây giờ vợ em nó như thế thì bây giờ hoàn toàn quyết định là vợ của vợ em, là bảo nếu mà sống được thì ở, mà còn không sống được thì chúng ta cũng chia tay đấy. Thì em cũng cho vậy em quyết định mà, chứ em cũng không có gì hết. Thế này này, mình sang mình thưa chuyện với ông bà ngoại, xin hai mẹ con về bên này để chăm sóc, có ông bà nội rồi có bên nội đỡ đần, và em thì cũng lại được thường xuyên hơn, chứ em không thể ngủ ở bên nhà ngoại để mà em bế con em cả đêm cho cô được không, đúng không? Thế còn nếu mình nói năng tử tế, thưa gửi đàng hoàng, có đầu có đuôi mà cô ấy không về, thì mình lại làm một cái bài luôn là vậy thì đấy, nhà con nó như thế, cháu nó cũng còn nhỏ, con nhờ ông bà, vậy là đương nhiên mình có lời đàng hoàng gửi con bên. Em cũng nói hết rồi mà. Thế thì gửi con bên ngoại đi. Thế xong rồi ông bà ngoại đỡ đần, rồi cô ấy ở bên nhà ngoại thì cũng là an toàn rồi. Rất nhiều gia đình là sau khi sinh con chỉ ở nhà nội có một tháng thôi, còn lại ông bà ngoại xin về để chăm cháu. Cho nó qua cái thời gian mà cháu nó ở những cái tuổi nó còn sơ sinh, nó bé, nó khóc, nó sốt, chững chạc một tí, cứng cáp một tí, rồi cô ấy đỡ mệt mỏi đi. Đồng thời là ở bên ấy thì gia đình cũng tác động câu này câu khác, bảo là giả néo đứt dây, có khi rồi mày cứ như thế này rồi chồng nó chán rồi nó bỏ, rồi cuối cùng ôm con nuôi con một mình thì có sung sướng không. Đôi khi con người ta
nói nhẹ không ưa, nhưng mà phải vấp một cái vập mồm ngã tự nhiên, sau đấy thì cẩn thận hẳn lên. Còn bây giờ thì có thể suy nghĩ nó còn hơi nông cạn một chút, đúng không nhá? Chứ đừng có nghĩ ngay đến chuyện là ly hôn hay là bỏ cái lúc này, đặc biệt là con còn nhỏ. Em có làm thủ tục ly hôn thì tòa vợ em thì đã viết đơn xong rồi, chỉ nó có nghĩa là chỉ chờ em ký thôi á. Cái giấy đăng ký kết hôn thì cô cũng tự cô xé hết rồi. Rồi cô tức thì cô ấy làm thế đi thôi, không sao cả nhá, mong cho nó qua cái cơn này đi. Vâng, chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ giữ gìn được hôn nhân của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sơn La. Alo, xin chào bạn trẻ xứ Sơn La. Vâng, vâng, em chào anh. Em có hỏi em là em ở phía đầu bao quy đầu ấy, nó em lộn ra thì giờ em phát hiện là nó có như một cái tràng hạt, nó hơi trắng trắng như con sảy trắng trắng ấy. Thế đấy, em hỏi là em lời khuyên như thế nào? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 40 ạ. À, 40 tuổi, có vợ con gì chưa? Em chưa. À, thế à. Bạn có bị hẹp bao quy đầu không? Không ạ. Thế à? Vâng. Ở cái vòng vòng ở cái đai nó thì em lộn ra thì nó có một cái, em mới phát hiện thôi, nhìn như vậy mình không để ý thì nó nhìn thấy một cái chấm chấm trắng trắng nó như con sảy xung quanh ở cái vòng ấy. Nó nhỏ li ti đúng không? Và có ngứa ngáy khó chịu gì không? À thế à? Không có ảnh hưởng gì ạ. Thế mà 40 tuổi bây giờ mới để ý đến à? Thế từ trước nay không vạch ra xem à? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng đang ngồi trong phòng thu sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Vâng. Ừ, em ơi, thế khi mà em thấy cái hiện tượng đấy thì em đã làm gì rồi? Em không có làm gì cả, nó vẫn tự nhiên như thế đấy. À không, chị biết rồi là tự nhiên nó thế. Thì chị muốn hỏi là khi mà em lộn ra em thấy những cái chấm trắng trắng đấy thì em có làm gì không? Ví dụ không như là rửa này, rồi là lau sạch nó đi, rồi là vệ sinh. Thì những lần mà vệ sinh ấy thì mình cũng lộn ra rồi mình cũng lau rửa ấy. Mình có làm những việc đấy không? Có làm, cũng vệ sinh bình thường nhưng không thấy, không ảnh hưởng cái gì, không thấy đau, không thấy gì ạ. Ừ, không thấy đau và nó cũng không mất đi. Vâng. Ừ, thế thì không biết là lý do nó bị làm sao và nó bị từ bao giờ hả? Vâng. Ừ, em ở Sơn La, thế thì chắc là phải đến cái khoa tiết niệu ấy em ạ. Khám đi, xem. Em thì em ở Hà Nội cơ, nhưng em mới lên Sơn La chơi thôi. À, thế thì đấy, ở Hà Nội thì rất là tiện, đúng không nào? Trước mắt là mình tự vệ sinh, xem liệu đấy có phải là những cái vấn đề do các cái cặn nó lắng đọng vào cái chỗ đó không, và nó gây nên hiện tượng đấy. Thì vệ sinh lau chùi sạch sẽ, xem rồi là nó có biến đi không nhá. Mỗi năm em có một lần đi tiểu đấy, là nó ra tất cả những cái trắng trắng nó như là một sắn dây. Ừ. Thì có ảnh hưởng gì không chị? Mỗi năm chỉ một lần thôi ấy. Một đến hai lần gì đấy chẳng hạn. À thế à. Ừ, xong rồi nó lại về bình thường. Vâng, trở lại bình thường. Thế thì nó là bình thường, đúng không nào? Các cái cặn đấy có thể là vào một cái đợt nào em uống ít nước ấy, thì là nước tiểu nó sẽ đóng cặn và em thấy cái hiện tượng nó như vậy. Nhưng mà vấn đề sau đấy nó lại trở lại bình thường, đúng không nào? Quay trở lại các cái hạt chấm kia kìa, thì mình thử xử lý bằng cái cách vệ sinh đi. Nếu mà nó không khỏi ý, mà mình thấy sốt ruột, mà tốt nhất là đi khám một lần đi, bởi vì ở Hà Nội thì dễ mà, có nhiều cơ sở nam học ý, đúng không? Mình đến đấy khám thì người ta phát hiện ra ngay và có thể là cần phải điều trị nội khoa gì nho nhỏ thì người ta làm can thiệp luôn cho nhé. Bạn đã nghe rõ gì chứ? Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nhé. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Dạ vâng, em có câu hỏi là năm nay em xây dựng gia đình được 7 năm rồi ạ. Vâng. Và em có quen một người đàn ông, người ta cũng đã có vợ rồi ấy. Thế à? Hai bên gia đình đều bình thường cả. Vâng. Em thì thực ra em vẫn yêu chồng, yêu con ấy. Vâng. Em không có ý định giá như thế nào, nhưng mà tại vì người đàn ông người ta cũng không hiểu là người ta có thật lòng với em hay không hay như thế nào, nhưng người ta tấn công cũng mạnh ấy. Thế à? Vâng, em đi nó hơi hơi quá xa một tí, nhưng mà chỉ có một lần như thế thôi.
mà bây giờ em muốn là mình kiểm soát lại bản thân mình là có như thế là có được hay không, em sợ nếu mà bây giờ không tiếp tục thì em sợ là chồng em sẽ biết hoặc là anh ấy sẽ nói như nọ kia ấy. Vâng. Em rất là khó xử ấy, lại là em cũng lo sợ là chồng biết thì gia đình sẽ thế nọ kia ấy. Em muốn hỏi chương trình là bây giờ em nên làm như thế nào ạ? Bạn cưới nhau đã được 7 năm, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, em năm nay 29 tuổi ạ. Thế à, có mấy cháu rồi? Dạ, em có một cháu ạ. Thế à, cuộc sống gia đình hạnh phúc không? Người chồng có biết lo toan chăm sóc gia đình không? Chung là gia đình em hạnh phúc anh ạ. À, thế à. Chỉ có thi thoảng thì em thì đối với chồng thì nói chung là hai vợ chồng đều hạnh phúc cả. Bản thân em thì em vẫn yêu chồng, vẫn thương con, em cũng không có ý định là mình lừa dối tình cảm hay là như thế nào cả. Vâng, tôi hiểu rồi. Thế cái anh chàng kia là đồng nghiệp của bạn à? Dạ, không ạ. Thế à, thế làm sao mà anh quen anh ý? À, do vô tình thôi anh ạ. À, thế à, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Ờ, chào em. Dạ, vâng, em chào Đinh Đoàn ạ. Ờ, phải nói là thế này. Cái có chồng có vợ mà vẫn có cảm xúc rung động với một người ngoài chồng ngoài vợ mình là cái cảm xúc rất thường tình, rất phổ biến ở nhiều người. Tuy nhiên thì là cái việc rung động khác với cái việc là mình lại phải xây dựng một cái mối quan hệ nữa ngoài chồng ngoài vợ. Thôi thì đã có một lúc nào đó đi hơi quá xa một chút, nếu như không đi xa nữa thì quay lại là bờ. Em thì em cứ sợ rằng là nếu như mà dừng lại thì rồi cái anh kia anh ấy vẫn chưa thấy cảm thấy đủ đúng không? Anh cứ muốn đi nhà nghỉ nữa, thế xong rồi mình mà không đi thì anh ấy báo cho chồng mình biết, thì lúc ấy nó lộ chuyện ra thì thế nọ thế kia. Nhưng thật ra thì người ta cũng chẳng yêu thương gì em, người ta cũng có vợ có con, người ta cũng cần phải bảo vệ gia đình nhà người ta chứ. Thế cho nên là thôi, gặp ai mà cứ dễ dãi dễ chịu người ta cứ thử tấn công, được thì được thì cũng là cái trò chơi, nếu không được thì người ta thôi, chứ chắc cũng chẳng cố đấm ăn xôi lắm đâu. Cái quan trọng nhất là cái làm chủ cảm xúc của mình ấy, chứ không phải sợ rằng là người ta tấn công. Em vẫn nói rằng là em đang nói rằng là gia đình hạnh phúc rồi, chồng cũng rất là quan tâm, thế là một hạnh phúc lắm rồi. Nhiều người không nói được cái câu ấy cơ. Bây giờ phụ thuộc vào em rất nhiều. Còn liên lạc với nhau bằng điện thoại không em? Dạ, có liên lạc với bằng điện thoại, nhưng mà chỉ trong giờ làm việc của em thôi, còn khi về nhà thì lại không có gì hết. Thì đúng rồi. Rồi cả đôi bên đều ngầm hiểu rằng có thì chỉ ở bên ngoài mà tranh thủ tí tí thôi, còn về nhà thì anh cũng có việc của anh, mình cũng còn gia đình của mình. Vậy thì trong giờ làm việc em biết rồi, không củng cố, không xây dựng, không tạo điều kiện, không hâm nóng cái mối quan hệ lên nữa thì rồi ngày một nó nguôi ngoai, ngày một nó nguội dần. Đã có tình với nhau, đã đưa nhau đi đến nhà nghỉ, mà bây giờ cứ hàng ngày nhắn tin là anh cứ nhớ mãi cái hôm ấy, em cho anh cảm xúc thế nọ thế kia, xong em cũng thế, em cũng thấy thích lắm, thì rồi khó mà nguôi được, khó mà nguội được. Em đầu tiên thì phải nói thẳng với anh là em không muốn đi quá xa nữa, phải nói thẳng chứ không rồi đàn ông người ta tưởng là mình cũng thích nhưng chẳng qua là mình sợ, thì rồi người ta cứ động viên tiếp. Mình nói thẳng là em không muốn như thế nữa. Em đã cảm thấy ân hận là có lỗi với chồng em. Bây giờ thì hãy giúp em là để mà giãn dần ra. Em không muốn anh gọi điện cho em. Và nói thật, nếu anh mà cứ tiếp tục gọi điện hoặc là nhắn tin thì buộc lòng em phải tắt máy. Em cứ cứng ngay từ ban đầu như thế. Sau đấy thì nếu như mà không phải tắt máy mà anh ấy gọi điện thì em đang bận cái nọ, em đang bận cái kia. Anh dù là có rảnh không uống cà phê thì em lại đang uống cà phê với bạn em, hay là em đang hội nghị, đang họp. Cứ nhiều lần như thế thì anh ấy hiểu rằng mình đang không muốn tiến xa nữa, thì rồi người ta sẽ nản. Chứ còn cứ em, thật ra em cũng nhớ anh, nhưng em cứ sợ rằng mình đi quá đà, em cứ sợ rằng chồng em biết. Người ta mà nắm được cái tâm lý sợ là mình sợ nếu mà người này khác biết thì người ta dùng luôn cái đó để người ta dọa mình đấy. Có khá nhiều anh là sẽ ép. Hôm ấy là chúng mình vào nhà nghỉ, anh cũng chụp ảnh lưu niệm lại rồi, nếu em không đi nữa thì anh gửi lại một vài cái ảnh để vợ chồng em làm kỷ niệm. Dung cây dọa khỉ. Đã thế mình ngay từ ban đầu mình nói rằng em chẳng có sợ gì cả, nếu cần thiết em cũng nói chuyện này với chồng em. Cứng đến như thế thì bên kia không làm gì được nữa đâu nhá. Thôi thì con người ta có lúc yếu mềm, nhưng mà đã ngã một lần thì đứng dậy và đi tránh cái chỗ mà nó hay có nhiều ổ gà ra. Chứ còn thì ngã rồi đứng được dậy rồi lại lao tiếp xuống hố thì lúc ấy đáng trách lắm. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc nhé. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn.
Dạ vâng, xin chào anh Cửa Sổ Tình Yêu. Vâng. Thì anh dạy nghe đài rất nhiều. Dạ. Bây giờ anh thì xin lỗi là anh năm nay 63 tuổi rồi. Dạ vâng, chào anh. Nhưng mà chia, vợ thì chia ly, chia tay ly thân 4 năm nay. Vâng. Trong đó bây giờ nói thực tình, bây giờ là cũng quan hệ cũng nhiều. Trong đó thời gian nó cũng lại, cái điều kiện của mình nó vẫn còn, cái món kia nó vẫn còn hăng. Vâng. Đấy, thì bây giờ là ví dụ gặp cô bạn, bây giờ nó hăng hơn. Thế là bây giờ cứ mỗi ngày lại đi gặp nhau một lần. Thế mỗi lần anh gặp chị ý thì là ở đâu ạ? Địa điểm là chỗ nào ạ? Nói chung là bây giờ chồng cô cũng chết. Dạ? À, thế là đến nhà cô đó đúng không ạ? Ừ, đến nhà cô đó. Dạ vâng. Còn đi. Nói xin lỗi, bốn năm về trước thì là nói thật, anh thì nói bây giờ các cụ vừa đào hoa, mình những kiểu đẹp ra hát hay thôi, còn tiền bạc thì không có nhé. Vâng, vâng, dạ nhưng vâng. Các vị cứ là đi đến đi buôn bán chợ búa, thì các làng cứ trêu đùa Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái. Rồi, thế 63 tuổi là anh có mấy cháu và nội ngoại có bao nhiêu đứa thôi ạ? Xin lỗi là anh thì anh hai bà. Vâng. Nhưng mà một bà mà gọi là mình yêu trước ấy, thì là có một đứa con riêng thì là cháu lấy chồng rồi, còn vâng. Anh đây cái bà vợ mà anh cưới xin đàng hoàng thì là hai cháu đang làm Hà Nội ấy nhỉ. Dạ, vâng, cháu vâng. Làm tại ngân hàng đội cấn. Dạ vâng. Đấy là bà cưới xin đàng hoàng đấy. Dạ. Ly thân 4 năm nay rồi. Rồi, thế bà ấy ở đâu ạ? Bà lên Hà Nội ở với các con hay là vẫn ở với anh? Bây giờ trên Hòa Bình thì anh nói cuộc sống của anh thì nó vất vả lắm, vì đi từ năm 15 tuổi, thế mà bây giờ như bà đang ở trên sinh sống ở trên chỗ Hòa Bình, thì anh xin lỗi là ông anh vợ ấy là ông ấy mở cái doanh nghiệp ở trên chỗ đường cao tốc Láng Hòa Lạc, nó thuộc cái huyện Liên Sơn Hòa Bình, nhưng mấy xã nó về Hà Nội rồi. Dạ vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Rồi rồi. Trước hết là phải rất là vui, bởi vì 63 chưa già nhưng mà nghe giọng anh còn trẻ thì khỏe, mà thấy nó cứ tưng tửng lắm. Rồi, nhiều rồi. Người là nghỉ hưu được độ vài năm là đã hết méo mồm đến lệch miệng đến tai biến cho đến gút cho đến tiểu đường đến mỡ máu, nhiều bệnh lắm. Anh sức khỏe tốt chứ ạ? Rồi, cảm ơn, xin lỗi Linh Đoàn, thì nói thật Linh Đoàn như này, trước nhất là anh hỏi thăm tất cả các ông các bà bố mẹ để ra anh em mình trong tổng đài, vì bà vâng. Ai cũng thế thôi đúng không? Vâng. Trong đó thì gọi thăm đến gia đình các em, bây giờ nói thật chắc Linh Đoàn ít tuổi hơn đúng không? Vâng, ít hơn anh một ít ạ. Rồi rồi, anh vâng. Nghe chuyện lúc nào hay lắm, đêm hôm qua chủ nhật đã nghe rồi, nên vâng. Là nghe nhá. Ừ. Vâng. Rồi trước nhất anh hỏi thăm chúc sức khỏe, thế còn bây giờ thì như này. Anh vẫn còn khỏe lắm, bây giờ vâng. Thực tế là ly thân bà 4 năm nay nhá. Vâng. Nghe được chuyện anh vừa tâm sự với Thành Văn rồi, bây giờ chỉ nói ngắn gọn thế này. Rồi. Rất vui là anh có sức khỏe tốt. Nhiều người thật ra là đã mãn rồi. Tuy nhiên thì cái gì cũng vậy, nó không bao giờ nó tồn tại mãi mãi được. Và con người chúng ta thì nó cũng có thể được ví là nó như là một cỗ máy mà của bền tại người, đúng không ạ? Rồi. Nếu như mà cái tuổi của mình nó cũng không còn phải là trẻ trung gì mà cứ hùng hục một ngày một lần, rồi là gặp nhau thì đôi bên cùng khao khát, một anh thiếu vợ, một chị thì thiếu chồng, rồi là như ban nãy anh nói là có thể là làm hai lần liền xong rồi hôm sau về mệt mỏi, thì đấy chính là phá sức đấy ạ. Rồi. Cũng giống như là đi xe máy mà lại cứ lên dốc nhưng mà vẫn không có cài số mà vẫn đi số 4 mà leo dốc thì rồi chả mấy thứ mà xe máy hỏng. Thế thì lưu ý là cái này, thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai nữa là về mặt cảm xúc. Thật ra thì cái gì miếng ngon ăn mãi nó cũng nhàm. Một cái đôi mà người ta vợ chồng, người ta cũng còn duy trì ở mức độ nó vừa phải. Huống chi như mình cũng chỉ là già nhân ngãi non vợ chồng, mà chả phải là vợ chồng nữa. Cặp bồ, cặp bịch ở tuổi ngoài 60 mà làm như phá như thế, rồi đến lúc tôi nghĩ rằng sức khỏe nó sẽ suy giảm. Mà rồi các con nó biết, mà anh nói thế này á, các cháu nó biết là bố không biết giữ gìn sức khỏe. 3 năm nữa mình ốm, mình nằm, mình ngồi đấy, chúng nó đay nghiến cho mấy câu là lúc còn trẻ còn khỏe thì đi phục vụ cô nào, thì bây giờ thì mời cô ấy đến mà hầu, chứ còn bà vợ với các cháu nó sẽ không hầu nữa, mình sẽ nhâm nhi cái nỗi cô đơn và vất vả của riêng mình. Rồi. Thôi bây giờ thì tuổi mình ấy, giải quyết vấn đề vợ chồng đi. Bữa nay anh nói ly thân chứ chưa ly hôn, nghĩa là vẫn còn là vợ chồng, chẳng qua là ở khác chỗ nhau thôi. Thế rồi với các cháu mình cũng sống sao cho nó mực thước, rồi đi thì mình còn dạy dỗ các cháu được, chúng mày vợ chồng chúng mày ăn ở thế nào, để thế nọ để thế kia, chứ bố bây giờ thì vợ thì đã hai vợ, còn bây giờ đến cuối đời còn làm cô bồ như thế này nữa thì nghe có vẻ rồi
đến lúc mình nhìn lại ấy, vốn liếng của mình chẳng còn là bao. Rồi. À vâng, tôi đã nhìn thấy tín hiệu của bác sĩ Hoàng Thúy Hải ấy, muốn nói với anh đôi lời nhá. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời anh lắng nghe những lời chia sẻ của chị Hoàng Thúy Hải ạ. Rồi. Vâng ạ. Tôi cũng rất là đồng cảm với những ý kiến của anh Đoàn vừa chia sẻ với anh. Trong đấy nó bao gồm cả những vấn đề về mặt tâm lý cũng như là những vấn đề về mặt sức khỏe. Thực ra thì đúng là nghe giọng anh thì đúng là trẻ thật đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một người 63 tuổi, nếu đúng 63 tuổi như anh nói, thì cho dù có khỏe đến mấy thế nào thì khỏe đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đã bước vào một cái giai đoạn khác rồi anh ạ. Nó không còn như trước đây nữa. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là anh cũng nên kiểm soát cái cảm xúc của mình, cũng như là có thể chia sẻ với bạn gái để mình có những cái, nó còn phải có bảo trì, bảo dưỡng anh nhỉ. Thế vì một vấn đề thứ hai nữa, đấy là mình cho dù bây giờ có thể sức khỏe anh rất là tốt, anh cũng phải nên cố gắng duy trì, luyện tập hoặc là làm thế nào đấy để duy trì được cái sức khỏe như thế này. Chứ còn nếu một, hai ngày nữa mà chúng ta mắc thêm một số các cái bệnh mãn tính, hoặc là những cái bệnh không rối loạn chuyển hóa như là tăng huyết áp hoặc là tiểu đường hay là gì đó chẳng hạn, thì lúc đó anh sẽ phải dùng thuốc, rồi là anh sẽ những cái yếu tố khác nó sẽ tác động rất nhiều đến cái quan hệ, chất lượng quan hệ của mình, thì cũng là cái mình phải xem xét.